Chào mừng các bạn đến với kênh Đan Móc cùng Handmade Gift. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc biểu tượng chữ I love you giống như hình nha. Để móc được mẫu chữ I love you như thế này thì các bạn chuẩn bị cho mình một cuộn len màu trắng này, một chút len màu đỏ này. Ở đây mình dùng len miêu cốt tông sợi 2 mm, cho nên là mình sẽ dùng kim móc 3.0 mm nhé. Một cây kéo nhỏ để cắt len thừa, một cây kim khâu len để khâu len thừa nha các bạn. Mẫu ứng dụng này thì các bạn có thể khâu trang trí trên túi, áo, ví hoặc là các cái vật dụng như là túi đựng bình nước mang đi làm, túi đựng cơm để tặng người thương của mình nha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Để móc chữ Y, đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút thắt này. Sau đó các bạn lên cho mình 8 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Các bạn giữ tay vào cái vị trí mũi bính đầu tiên sau kim móc này. Lên cho mình 2 bính nữa này. Các bạn móc cho mình một mũi chữ T hay còn gọi là mũi nửa kép vào cái vị trí mà mình đã giữ tay nhé. Các chân bính tiếp theo, các bạn cũng móc cho mình mũi chữ T. Mỗi một chân bính là một mũi chữ T nhé. Đến đây các bạn cắt để lại một đoạn len, chúng ta khâu dấu đầu len. Hoặc là bạn khâu lên một cái ứng dụng nào đấy như áo, mũ thì các bạn sẽ cắt một đoạn dài nhé, để đủ để khâu ạ. Các bạn kéo sợi len qua, chốt chặt nhé. Dùng kim khâu len, khâu dấu đầu len thừa này là chúng ta đã móc được chữ Y rồi ạ. Các bạn thấy có đơn giản không ạ? Để móc hình trái tim, đầu tiên các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt này. Sau đó các bạn lên cho mình 3 bính này. 1, 2, 3. Đâm kim vào chân bính đầu tiên. Các bạn móc cho mình một mũi rời nhé, để tạo cái vòng tròn ma thuật ở đây ạ. Các bạn lên 4 bính, 1, 2, 3, 4 này. Và móc vào trong cái vòng tròn ma thuật này cho mình 4 mũi kép đôi. Một mũi này. Hai mũi này. Ba mũi này. Bốn mũi này. Tiếp đến là hai mũi kép đơn. Một. Hai. Rồi đến hai mũi kép đôi. Một này. Sau đó các bạn lên một bính này. Sang nửa bên kia của trái tim các bạn cũng móc hai mũi kép đôi này. Rồi đến hai mũi kép đơn này.
Tiếp đến, các bạn móc 4 mũi kép đôi cuối cùng nhé. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Sau đó các bạn móc cho mình 4 bính nhé. 1, 2, 3, 4. Và trượt vào vòng tròn ma thuật này. Một mũi rời này. Các bạn cắt len và kéo sợi len qua, chốt chặt nhé. Chúng ta đã có một hình trái tim rất là xinh rồi ạ. Để móc mẫu chữ U, đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút thắt này. Sau đó các bạn lên cho mình 19 mũi bính nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Các bạn giữ tay vào cái vị trí mũi bính liền sau kim móc này. Lên cho mình 2 bính này. Và quay lại móc vào cái vị trí mình giữ nhé. Một mũi chữ T hay còn gọi là mũi nửa kép. 6 bính tiếp theo, các bạn móc cho mình 6 mũi chữ T. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Tiếp đến là 3 mũi chữ T trung chân. 1 này. 2 mũi trung chân này. 3 mũi trung chân này. 3 chân bính tiếp theo, các bạn móc cho mình 3 mũi chữ T nhé. 1 này. 2 này. 3 này. Rồi lại đến 3 mũi chữ T trung chân này. Chúng ta tăng mũi như vậy để cho nó bẻ thành cái góc nhé. Ở đây còn 7 mũi bính, các bạn móc cho mình 7 mũi chữ T. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Nếu để trang trí trên giấy làm thiệp thì các bạn cắt ngắn và để lại một đoạn để khâu dấu đầu len nhé. Còn nếu mà để khâu trên áo mũ thì các bạn cắt một đoạn dài đủ để khâu nha. Sau đó rồi các bạn kéo sợi len qua này, chốt chặt. Dùng kim khâu len khâu dấu đầu len thừa là chúng ta có được một chữ U rất là xinh xắn ạ. Các bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành hướng dẫn các bạn móc biểu tượng I love you rồi ạ. Chúc các bạn có sản phẩm đẹp nhé. Nhớ subscribe kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt các bạn.